Thiên Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn nghe chuyện Viết cho người nằm xuống của tác giả Mạnh Trường. Anh Nguyễn Văn Trang. Trước năm 1975, tôi không biết anh, bởi anh không là người cùng quê, cũng không cùng chung đơn vị. Năm 1978, tôi và anh cùng chung trại Ba Ái Tử, khổ sai phá rừng già sông Mực, làm đập thủy điện ở Như Xuân, Thanh Hóa. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi. Hồi đó tôi thuộc khối chặt hạ cây, còn anh ở khối anh nuôi, tức nấu ăn. Qua người làng là anh Lê Quý giới thiệu, tôi mới biết anh là rể dượng thợ hắt, chồng chị C, cùng quê tôi. Hồi còn học tiểu học, chị C và tôi học chung một lớp. Tuy rằng chị lớn hơn 3-4 tuổi chi đó, bởi thời ấy ở nhà quê đi học rất trễ so với lứa tuổi là chuyện bình thường. Cũng từ đó tôi và anh biết nhau, tất nhiên tôi gọi anh bằng anh vì ngay chính vợ anh đã là đàn chị của tôi. Như các bạn cũng biết, ở trong tù chúng ta cái gì cũng thiếu, cái đơn giản nhất, rẻ tiền nhất là muối chúng ta lại thiếu nhất. Bởi bọn chúng sợ những ai muốn trốn trại đều cần tích trữ muối, chính vì vậy không bao giờ chúng ta được phát muối hạt, mà bất cứ ăn khoai, ăn sắn, bắp hạt hay bo bo đều với mắm hoặc nước muối pha loãng. Tình trạng thiếu chất muối làm phần đông một số anh em bị phù thủng phổ biến, mà tôi là một trong số đó. Lang thang dài dòng như vậy bởi tôi muốn nói về anh Trang, về món nợ ân tình tôi mang của anh mà chưa trả được thì anh đã đi rồi. Muối. Một đêm nọ, tôi nằm lơ mơ với cái bụng đói, nghĩ về chuyện cha mẹ, vợ con, quê nhà xa vời vợi, mà ngày về e chỉ là ước vọng quá viển vông. Tự nhiên có cảm giác như chân mình nhồn nhột, chưa biết chuyện chi, dữ hay lành, khi đang đêm có ai lay chân mình, nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, và kịp nhận ra khuôn mặt anh Trang qua lớp mùng mỏng. Anh vén lớp mùng ngay dưới chân tôi, và chùi vô một cái gì đó, cào nhẹ một cái và bỏ đi. Lần tay cầm lấy, tôi giả như ngáy ngủ và nằm xuống. Sau vài phút lo sợ có ai biết và khi định thần rồi, tôi nhẹ nhàng mở ra. Tuy rằng không thể nhìn vì phải mở dưới lớp mền đắp kính, cảm giác ngón tay cho tôi biết đây là muối, mà là muối mịn. Nói có trời đất làm chứng, đưa tay lên miệng nếm và cảm giác muối không mặn mà như ngọt, như béo, như một món cao lương mỹ vị nào đó. Trời ạ! Chỉ có đội nhà bếp mới có điều kiện có muối để bỏ vào lon nướng cho ra muối bột. Khối anh nuôi tức nấu ăn cách nhà khối ba của tôi ở chừng 50 mét mà đang đêm lần mò tìm cho tôi gói muối là cả một ân tình thân thương ghê lắm, quý bạn có hình dung ra không? Bởi vì rằng nếu tuổi cán bộ biết được, nó sẵn sàng quy cho tội cố tình tiếp tế muối để âm mưu trốn trại, dù rằng thâm tâm chúng biết chỉ là cho nhau chút mặn đỡ thèm. Thưa các bạn, có thể bạn nghĩ rằng một chuyện nhỏ như vậy thì đưa lên nói làm chi? Không, với riêng tôi, nó lớn quý lắm bạn ơi. Cái ân tình ấy tôi vẫn khắc sâu trong lòng, cho đến khi được tha về sau này, tôi đã kể lại cho bà con ruột thịt, cho bạn bè và cả cho vợ tôi nghe với tâm tư cảm kích. Sau này khi các con khôn lớn, tôi cũng kể cho chúng nghe khi muốn nói về chuyện mang ơn và nhớ ơn. Ngay lúc này đây, khi chúng ta thừa mứa vật chất, cái ăn cái bỏ, ta đi chợ mua hộp muối cũng tầm thường như củ hành bó cải. Riêng tôi, gói muối ngày xưa ấy, tuy chỉ vài muỗng cà phê, nhưng với tôi lớn lao ghê lắm, lớn trên cả tình người. Anh Trang, anh bỏ vợ con, bỏ bạn bè, bỏ một bầy cháu nội ngoại, anh về miền miên viễn. Tôi tiễn anh với chút nhớ ân tình xưa, cứ xem đây như nén hương lòng khóc anh lần cuối. A-di-đà Phật. Mạnh Trường. Ban biên tập xin cảm ơn tác giả Mạnh Trường
và cảm ơn quý vị đã theo dõi.